Hey everyone, welcome back to my channel. This is Daisy, and I'm making YouTube videos about using English as a second language for people like me and you. Tiếp nối chủ đề job interview, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái câu hỏi mà mọi người có thể sử dụng để hỏi lại nhà phỏng vấn. Như mình cũng đã nói trong clip trước thì đây là cái phần mà rất là nhiều người bỏ qua do không có sự chuẩn bị. Nhưng mà thực sự thì đây cũng là một phần giúp cho các bạn ăn điểm rất là nhiều trong mắt của nhà tuyển dụng. Những cái câu hỏi ngày hôm nay sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là câu hỏi về công ty và ban ngành, phần thứ hai là câu hỏi về team và về công việc, và phần thứ ba là câu hỏi về expectations and benefits. Và cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người một số những cái tips nhỏ để đi phỏng vấn. Ok, bây giờ bọn mình bắt đầu với nhóm câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi về company hoặc là department là những câu hỏi bạn nên dành để hỏi HR hoặc là CEO hoặc là director of the company. Thường thì những câu hỏi này phù hợp để hỏi startup hoặc là hỏi những công ty nhỏ như là small and medium enterprises. Lý do là bởi vì những công ty này thường họ sẽ không có nhiều thông tin có sẵn ở trên mạng. Một trong những câu hỏi mình rất là yêu thích đấy là hỏi về founder stories, nhất là khi mà đi phỏng vấn với startup. Vì như các bạn đã biết là startup là những công ty bắt đầu từ những cái ý tưởng lạ và độc đáo, cũng có thể là từ trước đến giờ chưa có ai có. Thành ra là họ sẽ thường có những cái chia sẻ rất là thú vị về việc làm cách nào mà họ có được ý tưởng này, hoặc là cả những người founding member trong công ty đến với nhau như thế nào. Câu hỏi sẽ là how was the company started, or where did the idea about the business come from? Một câu hỏi nữa mà mình thấy cũng rất là hữu ích đấy là hỏi về những cái team và những cái phòng ban khác ở trong công ty, đặc biệt là những team và phòng ban có ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của bạn. Nếu mà bạn xin và làm những công việc như là coordinator hoặc là planner hoặc là assistant to the director chẳng hạn, thì những công việc này là những công việc bắt buộc bạn sẽ phải giao tiếp, bạn sẽ phải làm việc với rất là nhiều ngành, rất là nhiều phòng ban. Vì thế đây là một cơ hội tốt để bạn tìm hiểu. Các câu hỏi mẫu sẽ là what's the structure of the company? What are the teams in the company? Who's the lead of each team? Và hãy nhớ take note là những team nào và những leader nào mà bạn sẽ phải làm việc chung rất là nhiều trong tương lai nhé. Và câu hỏi cuối cùng mà mình rất là thích hỏi về công ty và cũng thích trả lời về công ty nữa, đấy là về những kế hoạch quan trọng của công ty trong thời gian ngắn và thời gian dài. Mặc dù là có thể vị trí của bạn nó chưa đến cái mức độ là được tham gia trực tiếp vào những cái kế hoạch quan trọng này, nhưng mà khi mà bạn hỏi câu này thì nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy được là anh này hoặc là cô này thực sự là mong muốn được làm việc với công ty lâu dài và rất là hứng thú với những cái việc quan trọng của công ty làm. Vì vậy nên là nó sẽ giúp bạn phần nào ăn điểm trong mắt của nhà tuyển dụng. Và câu hỏi thì rất là đơn giản. What are the key projects of the company or the department this year? What is the short-term goal or the long-term goal of the company? Nhóm câu hỏi thứ hai về team và về công việc là nhóm câu hỏi quan trọng nhất. Nếu mà bạn chỉ được chọn một nhóm câu hỏi để hỏi thì mình khuyên là nên chọn nhóm câu hỏi này. Và đây là nhóm câu hỏi để dành trực tiếp cho cái người direct manager của bạn, có thể là người department head hoặc là team lead. Khi mà hỏi về team thì mình thường bắt đầu với những câu hỏi cơ bản nhất, câu hỏi về cấu trúc của team này và những cái thành viên trong team. Ví dụ như là what's the structure of our team? What is the role of each member in our team? Điều thứ hai mà mình thấy là mọi người cũng nên biết đấy là về điểm mạnh và điểm yếu của team. Điều này sẽ giúp cho bạn hiểu được là bạn cần phát huy những điều gì và bạn cần lấp đầy vào những chỗ trống nào khi mà bạn tham gia vào team này. What would you say are the strengths and weaknesses of our current team? Are there anything you want to improve or change about our team? Và một câu hỏi mà mình thấy rất rất là quan trọng nữa đấy là câu hỏi về KPI. Và hiểu được cái KPI của team của mình sẽ giúp cho bạn biết cách đánh giá cái chất lượng công việc như thế nào. What are the key indicators of performance of our team? Ok, bây giờ mình sẽ sang những cái câu hỏi về công việc. Như mọi người cũng đã biết là mình có nhiều kinh nghiệm làm việc cho startup. Và có một điều rất là thú vị startup đấy là có rất là trong startup có rất là nhiều những vị trí mới chưa bao giờ tồn tại, và những vị trí này được mở ra bởi vì do cái nhu cầu của công ty thay đổi, và nhu cầu của công ty startup thì thường thay đổi liên tục. Vì vậy nên là một trong những câu hỏi rất là đơn giản và rất là cơ bản mà mình thường hỏi đầu tiên đấy là đây là một vị trí mới hay là một vị trí đã tồn tại. Nếu mà đây là một vị trí mới thì thường là một vị trí khá là hay ho, cái gì mới nó cũng hay hơn và vui hơn, và đồng thời thì bạn sẽ ít bị so sánh với lại người tiền nhiệm bởi vì bạn là người đầu tiên làm công việc này. Cái điều mà gọi là khá thử thách khi mà bạn làm một vị trí mới đấy là cái gì mới thì nó cũng không chắc chắn, không biết là cái vị trí mới này nó sẽ kéo dài trong vòng bao nhiêu lâu, hoặc là những cái yêu cầu gì để có thể thành công ở trong vị trí này. Và đồng thời nếu bạn làm trong một vị trí mới thì bạn sẽ phải proactive hơn rất là nhiều so với những người khác. Còn nếu mà làm một vị trí cũ thì nó sẽ khá là ổn định, bởi vì là mình đã biết là cái vị trí này cần phải làm những cái gì rồi. Mặt trái của nó đấy là nếu mà cái người tiền nhiệm của bạn là một người làm cực kỳ tốt ấy, thì người sếp sẽ có expectation rất rất là cao đối với bạn, và bạn có thể là
sẽ bị so sánh với lại người trước đây. Câu hỏi cụ thể sẽ là: Is this a new or an existing position? Nếu mà câu trả lời là oh, this is a new position, thì câu hỏi tiếp theo bạn nên hỏi về cái purpose và expectation của người sếp có với cái vị trí này khi mà họ lập ra vị trí này. Còn nếu là một vị trí existing thì bạn có thể hỏi về handover và training với người tiền nhiệm hoặc người đang làm vị trí này. Một câu hỏi nữa mà mình thấy là cần hỏi đấy là về key qualifications. Các bạn có thể thắc mắc là ở trên job description đã có liệt kê rất là nhiều qualification rồi, vì sao lại phải hỏi lại câu này? Có thể một số người đã biết hoặc cũng có thể là không biết là một cái job description thì phải qua tay khá là nhiều người trong công ty và nó thường khá là formal và khá là dài. Vì vậy có thể một cái job description có đến 10 qualification cho một vị trí chẳng hạn. Nhưng mà những cái key qualifications là tóm gọn những thứ thiết yếu nhất thôi. Và khi mà bạn hỏi sếp trực tiếp của mình câu này thì bạn cũng có thể biết ra được rằng cái người sếp này họ coi trọng những cái qualifications nào nhất. Câu hỏi cũng rất là đơn giản thôi. What would you say are the key qualifications for someone in this position? Một câu hỏi nữa mà mình thấy thường là sẽ làm cho cái người sếp của bạn phải dừng lại một chút và suy nghĩ. Đấy là câu hỏi về những cái challenges của công việc mà bạn đang xin. Thường thì trong job description người ta sẽ không nói về những cái này mà người ta sẽ chỉ nói về những cái mặt hay ho của công việc thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ có thể fair khi mà bọn mình hiểu được cả những cái mặt đẹp đẽ và cả những cái mặt khó khăn của một công việc trước khi commit vào cái công việc này. Câu hỏi sẽ là What are the challenges of this position? Có hai cái câu hỏi nữa, không phải là quá quan trọng, chỉ là câu hỏi optional thôi. Nhưng mà vì mình cũng thích hỏi hai câu này nên là mình cũng offer cho mọi người nhé. Câu thứ nhất là What is the career development or training opportunity for this position? Câu hỏi thứ hai là What is the onboarding and training process for this position? For example, how long or who will onboard and train you? Nhóm câu hỏi về expectations and benefits là những cái điều mà bạn mong muốn nhận được từ công ty. Câu hỏi này thì bạn có thể hỏi trực tiếp HR hoặc là direct manager của mình. Một lần nữa thì nhóm câu hỏi này là nhóm câu hỏi phù hợp hơn để hỏi startup và small and medium enterprises. Lý do là bởi vì những cái công ty corporate lớn ấy, thì họ thường đã có những cái set standards theo những cái minimum requirements, ví dụ như của chính phủ này hoặc là của công ty mẹ ở bên nước ngoài. Thành ra là tất cả những cái thông tin này đều đã được liệt kê ở trong job description rồi, không có gì cần phải hỏi thêm. Trong khi đó startup thì là công ty mà cần phải kéo rất là nhiều tài năng lớn từ corporate về làm việc cho họ, và small and medium thì thường có cái budget nó khá là limited, thành ra là lương mà họ offer thường không được cao lắm. Vì vậy là hai nhóm công ty này họ thường dùng những cái benefits đặc biệt khác để có thể thu hút mọi người đầu quân về làm việc cho họ. Những cái câu hỏi thường gặp đấy là What is the location of this position? Should I expect to travel? And if yes, how often? What is the offered healthcare package? Is it government standard or is it private? What is the vacation policy? What is the bonus structure? Và cho những câu hỏi cuối cùng trong buổi phỏng vấn thì bạn nên hỏi là cái bước tiếp theo bạn cần phải làm gì? What is the next round of this interview? Or when should I expect to hear back from you? Trước khi mà bước vào phần tips cuối cùng thì mình muốn dành một ít thời gian để trả lời một câu hỏi rất là hay mà một bạn đã gửi về sau khi xem cái video về job interview trước của mình. Câu hỏi đó là nếu mà cái nhà tuyển dụng hỏi mình là vì sao mình nghỉ công việc trước đây, why did you leave your previous job, thì mình nên trả lời như thế nào cho nó hay. Thật ra thì như là mình cũng đã nói rất là nhiều lần ở trong cái video job interview trước đây ấy, mọi mình có gì thì nên trả lời như thế. Chắc chắn là không ai nói dối rồi, bởi vì là nếu nói dối thì nhà tuyển dụng sẽ biết ngay thôi, những người có kinh nghiệm họ sẽ biết cách. Nhưng mà mình cũng có một số tip như sau. Nếu mà bạn có một chuỗi những cái lý do dẫn đến việc bạn nghỉ việc thì hãy chọn cái lý do nào mà nó khách quan nhất và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, dẫn đến cái việc mà bạn nghỉ nó rất là tự nhiên. Mình nói một cái ví dụ, ngày xưa khi mà mình nghỉ cái công việc corporate đầu tiên, lý do là bởi vì công ty lúc đó thay đổi structure, thay đổi cả sếp của mình luôn, mình phải report cho một người hoàn toàn mới. Và sau đó thì bởi vì do structure thay đổi, công việc của team cũng thay đổi, thành ra là CEO của mình phải tuyển thêm một người manager mới và làm chung với lại nhóm của mình. Và cái bạn manager này thì hoàn toàn không phù hợp với văn hóa cũng như là cách làm việc của team, thành ra là trong quá trình làm việc gặp rất là nhiều khó khăn và khiến cho công việc của mình vốn là khi thay đổi là mình đã không thích rồi và phải còn gặp cái challenge khi mà làm việc với bạn này nữa, là dẫn đến cái việc của mình đã xin nghỉ việc. Nếu mà mình phải trả lời nhà tuyển dụng mới về cái trường hợp của mình thì chắc chắn là mình sẽ không chọn cái lý do là mình làm việc không phù hợp với team member mới, bởi vì đấy không phải là lý do khách quan nhá. Mình sẽ chọn lý do khách quan là công ty thay đổi structure,
công việc của mình thay đổi, vì thế nên là mình không phù hợp với công việc này nữa, và một điều rất là tự nhiên là mình phải ra đi. Because the company structure was changed, the nature of my job or my scope of work was also changed, which made me no longer a good fit for that position, and that's why I decided to move on. Cái tip thứ hai của mình là dù cái lý do nghỉ việc của bạn có kinh dị đến mức nào đi chăng nữa thì bạn cũng không nên nói xấu công ty cũ hoặc là những người đồng nghiệp cũ. Đấy là một điều rất là không hay ho, bởi vì như các bạn cũng đã biết là khi mà mình nói xấu một điều gì đấy hoặc là một ai đấy thì tự nhiên mình sẽ phát ra một cái energy rất là tiêu cực, rất là negative, và nó sẽ kéo cả cái bầu không khí của cái buổi job interview đấy trở nên cực kỳ tiêu cực, và vô tình là bạn gây một ấn tượng không tốt cho người phỏng vấn bạn. Cái lý do mà mình thấy là hay nhất, cũng không phải là hay nhất, cái lý do mà mình thấy là hợp lý nhất để chuyển đổi sang một công việc mới, đấy là lý do là bạn đã outgrow the previous company hoặc là the previous position, mà bạn không có một cái hướng đi nào mới nữa. Điều này có nghĩa là bạn đã phát triển nhanh hơn cái công ty hoặc cái vị trí trước đây của bạn. Ví dụ như bạn có thể bán được 10 món mà công ty thì cái market chỉ có thể cho bạn bán được 8 món thôi. Hoặc ví dụ như là bạn có thể quản lý được 10 người nhưng mà cái vị trí cũ của bạn chỉ cho phép bạn quản lý đến 5 người thôi. Thì một điều rất là tự nhiên là bạn sẽ phải tìm một cái vị trí mới, một công ty mới, một cái nơi nào đấy có thể cho bạn nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp hơn. Và điều này cũng cho thấy là bạn là một người rất là cầu tiến. Vì vậy nên là cái lý do này mình thấy là một trong những lý do mà gọi là thuyết phục nhất và hay nhất. Ok, phần cuối rồi. Trong phần này mình chỉ muốn chia sẻ hai cái tip rất là nhỏ nhưng mà mình thấy khá là quan trọng mà mình đã rút ra được trong cả quá trình đi phỏng vấn và phỏng vấn người khác. Cái tip đầu tiên đấy là bạn luôn luôn phải yêu cầu được gặp và nói chuyện với Direct Manager ít nhất là 30 phút. Lý do là bởi vì cái người này là cái người gọi là có quyền sát sinh đấy. Họ sẽ quyết định xem là bạn có được hạnh phúc trong công việc mới hay không. Vì vậy nên là dù cái vị trí của bạn thấp đến mức nào đi chăng nữa thì bạn cũng phải yêu cầu được gặp và trò chuyện với người này trong cái quá trình phỏng vấn. Nếu mà người sếp này họ nói là họ quá bận, không thể sắp xếp thời gian để gặp bạn, hoặc là trong quá trình phỏng vấn thì họ có vẻ rất là thờ ơ hoặc là có những cái biểu hiện red flag nào đấy, thì cái lời khuyên chân thật nhất của mình là don't bother, just save yourself, go find something else. Bởi vì nếu mà cái người sếp trực tiếp mà còn không quan tâm nhân viên của mình thì bạn sẽ không học hỏi được gì từ cái người này cả, và có thể là trong tương lai cái quá trình làm việc với người này sẽ rất là mệt mỏi. Cái lời khuyên thứ hai đấy là làm cách nào để cân bằng giữa cái sự tự ti lo lắng quá và cái sự tự tin hùng hổ quá thái. Thì như mọi người cũng biết là cả hai cái thái cực này thì đều không tốt cho bạn khi mà bạn đi phỏng vấn việc làm. Nếu mà bạn quá tự ti thì bản thân mình sẽ không dám giao công việc, giao trách nhiệm cho bạn, bởi vì bạn còn không tin được vào bản thân bạn thì làm sao mà mình dám tin vào bạn. Còn nếu mà bạn tự tin quá, hùng hổ quá thì mình sẽ lo sợ bạn trở thành một rào cản cho teamwork, bởi vì teamwork là cái việc mà mình cần phải hạ thấp cái tôi xuống để lắng nghe và để hợp tác với những người khác. Thành ra cái tip của mình là mình luôn luôn tự nhủ hai điều ở trong đầu. Điều thứ nhất đấy là mình biết mình là ai, mình có thể làm gì, và đấy là lý do vì sao mà mình apply cho cái công việc này. Thành ra không có gì phải sợ cả. Có cái điều gì tốt thì hãy show ra cho người ta thấy. Cái điều thứ hai mà mình tự nhủ và cũng là điều mà mẹ rất là hay khuyên mình, đấy là thế giới rộng lớn mà, mình thì giỏi, ok, nhưng mà có rất là nhiều những người khác giỏi hơn mình. Vì vậy nên là cái điều mà mình luôn luôn cần phải tâm niệm đấy là mình phải khiêm tốn hơn để mình có thể học hỏi được những cái điều hay lẽ phải từ những người khác và hoàn thiện bản thân của mình hơn. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please subscribe to our channel and share this video to people who might be interested. Thanks again, and I'll see you guys in my next video. Bye!